anh vào xem cái video của tôi là cái chương trình dạy dễ miễn phí mà dạy dễ về cái hội họa căn bản. Thì nếu các bạn mà xem liên tục thì các bạn sẽ được tôi hướng dẫn những cái bài vẽ, các bạn sẽ là làm những cái này, chẳng hạn như là hình khối, vẽ tĩnh vật, vẽ đầu tượng với chân dung, vẽ khung cảnh. Cái này là cái rất cần thiết cho những cái bạn nào là học sinh mà sửa soạn thi vô các ngành mỹ thuật đó, thì các bạn nên xem cái chương trình này. Thứ nhất là dạy miễn phí, thứ hai là dạy đúng sách vở kinh điển đàng hoàng, bảo đảm các bạn khi mà các bạn nó nghe xong rồi các bạn sẽ hiểu, các bạn sẽ làm được cách dễ dàng. Mà cái chủ trương của tôi là khi dạy nói cái gì tôi sẽ làm cái cho các bạn coi, hướng dẫn xong là dễ cho bạn coi liền từ A tới Z hết. Còn các bạn khi mà xem xong video á mà có cái gì thắc mắc á, thì có thể là comment hỏi, rồi trong một cái chương trình sau, trong một cái video sau, tôi sẽ gom những cái câu hỏi nào đó nó có giá trị thì sẽ trả lời cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái bài học của ngày hôm nay. Thời gian có thể là kéo dài một tiếng đồng hồ, mong các bạn là chú ý nghe theo dõi. Thì cái đầu tiên á, để diễn tả được cái hình khối thì chúng ta phải học qua cái phần đường nét. Đường nét chính là cái đơn vị tạo nên hình ảnh. Nếu chúng ta không biết về đường nét, chúng ta sẽ chẳng tạo được hình ảnh đúng như ý của chúng ta. Đường nét thì nói một cách khái quát, nó có đường gì là đường thẳng. Đường thẳng, đường thẳng, đường xiên, đường thẳng đứng, đường nằm ngang, đó là đường thẳng. Rồi đường gấp khúc, hay là đường xích sắc gì đó. Rồi tới đường lượng, hoặc là đường tròn, đường cong. Thì nó chỉ có hai loại đường này thôi. Nhưng đường nó chỉ là một đơn vị để tạo nên hình ảnh, nó còn nhiều cái đơn vị khác mà bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học những cái đơn vị nhỏ nhất và ứng dụng những cái đơn vị nhỏ nhất đó, chúng ta sẽ tạo nên một cái hình ảnh. Bây giờ tôi thí dụ cụ thể cho các bạn thấy như thế này. Đây là cái lọ thuốc, nó là một vật thể, nó không có đường nét gì cả. Nếu chúng ta chụp hình nó lại thì nó cũng chỉ là một vật thể, hình ảnh một vật thể chứ không có đường nét. Nhưng nếu chúng ta muốn đưa cái hình ảnh này lên một cái mặt phẳng, là một tờ giấy hay điển hình như cái bảng này, thì chúng ta phải sử dụng đường nét. Thì chúng ta vẽ cái này vào, ví dụ như vậy. Thì đây chính là cái đường nét sử dụng để vẽ cái lọ thuốc này vô đây. Nhưng mình học để biết rằng bắt đầu vẽ từ đâu, cách vẽ như thế nào, cái đó mới là quan trọng, cái đó mới gọi là căn bản. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nói rõ về cái căn bản của đường nét. Như nãy mình vừa nói đó, đường nét chỉ là cái đơn vị, một cái đơn vị trong nhiều cái đơn vị để tạo nên hình ảnh. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái đơn vị để tạo nên hình ảnh nó gồm có cái gì. Đầu tiên là mình có điểm, rồi nhiều điểm liên tục mình sẽ có được tới là đường. Rồi những cái đường khép kín lại với nhau sẽ cho ta một cái gì gọi là hình. Hình tức là hình phẳng đó. Trong hội họa người ta gọi là mảng, hoặc là diện. Rồi kế đến mới là khối. Khối là gì? Khối là do nhiều cái diện ghép lại nhau thành cái khối. Cái khối này mới thực sự diễn tả được cái không gian ba chiều của một vật mà chúng ta muốn vẽ. Đó. Thì bây giờ sẽ đi sâu hơn. Điểm, khái niệm. Điểm không có định nghĩa, nó chỉ có khái niệm thôi. Bởi vì nó không có thật. Chấm một chấm như thế này gọi là điểm. Điểm chỉ là một chấm mà chiều cao, chiều ngang, chiều sâu của nó là không đáng kể. Người ta cho nó là một điểm. Rồi như hồi xưa mình học hình học, qua hai điểm thì mình kẻ được một đường thẳng. Thì thực sự cái đường thẳng này là vô số điểm nó liên kết lại với nhau. Và vẽ bất cứ cái gì cũng khởi đầu từ một điểm. Chẳng hạn như mình đặt cái viết vô, hay là cục phấn vô, mình muốn vẽ một đường thẳng thì rõ ràng là mình chấm cái điểm mình trước rồi. Kế đó mình phải tưởng tượng ra một cái điểm sắp tới mà để mình vẽ. Thì đây có nghĩa là chúng ta nối hai điểm mình lại thì nó thành được một đường. Thì điểm là cái đơn vị nhỏ nhất, và cái đơn vị bắt buộc chúng ta phải vẽ ngay đầu tiên. Rồi bây giờ nhiều đường
chẳng hạn chúng ta có một đường như thế này, rồi có một đường khác khép kín chỗ này nghe, nhớ khép kín chỗ này, rồi có một đường khác cắt hai cái đường này cũng khép kín chỗ này, thì ở đây chúng ta có một cái diện, tức là một cái hình phẳng. Các bạn đừng có xem thường cái định nghĩa này nha. Những đường khép kín nó mới tạo nên hình, và đây là cái lệnh ở trong máy vi tính đó. Nếu bạn là có sàn máy vi tính mà tô màu đó, các bạn vẽ một cái hình mà lỡ cái con chuột bạn đi chưa có tới cái chỗ này nè, tức là cái này chưa cắt vô đây, bạn tô màu cái là màu đem ra ngoài hết. Tại vì cái lệnh ở trong máy là hình là phải khép kín, thấy chưa? Như vậy là các bạn đang học một cái rất là căn bản về hình. Rồi nhiều hình khép kín lại mới thành khối, chẳng hạn mình có một cái hình vuông, tức là một mảng vuông, rồi lại ghép vô đây một cái mảng khác thành bình hành, tức là hai cái cạnh này của hình bình hành này nó trùng với cái cạnh này của cái hình vuông, rồi bên này cũng là một hình bình hành đứng đó. Như vậy là chúng ta có một cái khối vuông mà cái chỗ tiếp nối giữa cái cạnh này là nơi tiếp nối của cái hình này và cái hình này, thì cái này ta gọi là giao tuyến. Thì đó, với ba cái mảng này ghép lại trên cái bảng này, mình nhìn thấy nó là một cái khối vuông. Thực sự thì khối vuông nó tới 6 mảng ghép kín lại nhau rồi, nhưng mà ở trên cái mặt phẳng mình chỉ có thể thấy tối đa là 3 mảng thôi. Thì ở đây mình sẽ hiểu được điểm, vẽ cái diện về điểm rồi tới đường, rồi mới tới diện, rồi mới tới khối, chứ không có tự nhiên mà vẽ cái bục mình lên được cái khối hết. Như vậy mình hiểu cái này để mình áp dụng cái gì, mình sẽ áp dụng bằng như thế này. Áp dụng vào cái phương pháp để vẽ. Rồi. Bây giờ thí dụ mình có một hình mẫu là một cái đường xiên thôi, một cái đường xiên. Như vậy muốn vẽ cái đường xiên này đơn giản là gì? Là bắt đầu từ một điểm, rồi vẽ theo cái hướng song song với đường xiên này, thì nó là ra đường xiên. Nếu muốn cái đường xiên này bằng đường xiên này thì chịu khó đo lần một thôi thì nó sẽ bằng. Còn vẽ tùy ý kéo dài ra ngoài nó cũng vẫn là đường xiên, tại vì ý của mình là muốn vẽ đường xiên giống đường xiên này mà, thì kéo dài ngoài nó là đường xiên. Bây giờ cái đường xiên này mình sẽ tiếp thêm một vài đường nữa, nó biến thành một cái hình tam giác. Mình đặt cho cái này là 1, điểm 1, điểm 2, điểm 3, chứ không có ABC. Rồi bây giờ mình muốn vẽ cái tam giác 1, 2, 3 này ra một cái tam giác 1, 2, 3, lớn hơn, nhỏ hơn hoặc là bằng, mà giống cái tam giác này, thì cách thức của mình vẽ là như thế này. Mà cái cách thức này là các bạn khi đã nắm rồi là mai mốt vẽ bất cứ cái gì, vẽ hình khối với tỉnh và cái đầu tượng, cái chân dung, cái phong cảnh cũng phải áp dụng cái cách này hết. Cách này là cách xuyên suốt trong cái cuộc đời của bạn luôn. Thì đầu tiên là mình nói gì, điểm là đơn vị đầu tiên để tạo hình, thì bây giờ mình chọn cái điểm nào cũng được hết. Thí dụ ở đây mình sẽ chọn điểm 1. Đây. Bây giờ mình muốn tìm điểm 2 thì đầu tiên mình phải đi theo hướng 1, 2. Đó. Tức là đi một cái đường song song với cái đường 1, 2 này. Rồi bây giờ nếu mình muốn vẽ một cái hình tam giác bằng cái hình tam giác này thì chịu khó đo cái này đầu tiên thôi, đo một lần đưa nó vô. Còn ở đây bây giờ mình cứ thoải mái đi, mình tự chọn điểm 2 này, điểm 1, điểm 2. Như vậy là mình sẽ vẽ cái hình tam giác đồng dạng cái hình tam giác này mà sẽ lớn hơn. Rồi bây giờ tiếp tục mình tìm điểm 3 này thì sẽ đi theo hướng 2, 3, thì cũng sẽ đi một đường song song nó, rất là đơn giản, có gì khó hết. Rồi đã có cái hướng này rồi, nhưng cái điểm 3 này mình sẽ chưa xác định được đâu, bởi vì lúc này nó phải tương ứng tỷ lệ với những cái đường mới này rồi. Thì muốn tìm điểm 3 này, mình sẽ biết cái điểm 3 này nó sẽ di động trên cái đường này mà không biết nó nằm chỗ nào. Thì muốn vậy thì lấy điểm 1 này đi theo hướng song song, hướng 1, 3 thì cũng đi song song vậy, đi song song vậy, thì mình sẽ có hai cái tam giác này là giống nhau. Bây giờ nói thêm cho các bạn nghe cái này, khi mình vẽ bất cứ một cái hình ảnh nào sao chép từ một cái hình ảnh khác, mình phải bảo vệ được cái hình ảnh mình là giống, và mình phải có cơ sở bảo vệ một cách khoa học, chứ không phải nói tôi thấy giống là giống, còn người kia nói thôi các bạn vẽ sai là sai, rồi cãi nhau chẳng biết gì hết. Bây giờ sẽ chứng minh cho các bạn thấy góc này bằng góc này.
góc có cạnh song song cùng chiều. Bạn nào học qua tam giác đồng dạng hay biết rồi đó. Hàng góc 2, hàng góc 2 này cũng góc có cạnh song song cùng chiều. Rồi góc 3 cũng bằng góc 3 này, cũng góc có cạnh song song cùng chiều. Hai tam giác có ba góc đôi một bằng nhau thì đồng dạng là giống, đúng không? Rồi bây giờ ở đây mình mở rộng thêm những cái hình mà nó được cấu tạo bởi những đường thẳng thì chúng ta dễ bảo vệ lắm, bởi vì nó sẽ tạo ra những cái góc, chúng ta sẽ bảo vệ cái những cái đường này nó sẽ song song với nhau, là tự động nó đồng dạng. Tứ giác cũng vậy, mà tam giác cũng vậy, ngũ giác cũng vậy, cái gì cũng vậy hết nếu mà nó là đường thẳng. Bây giờ mình bắt đầu mình vẽ qua một cái hình học khác cũng bằng những đường thẳng để mình ứng dụng cái cách vẽ. Đầu tiên là cái cách vẽ tam giác này ứng dụng luôn cái hình khác. Bây giờ mình có một cái tứ giác, đó, tứ giác. Cái này không hẳn là hình vuông, thì không quan trọng là hình vuông hay gì hết, chỉ bằng biết là một tứ giác thôi. 1, 2, 3, 4. Bây giờ muốn vẽ cái tứ giác này vô chỗ này, thì đầu tiên mình chọn một điểm nào trong cái tứ giác này cũng được. Mình chọn điểm 4 đi. Đây. Rồi mình đi theo hướng 4 này để tìm cái điểm 1 thì đi theo hướng thẳng đứng. Đúng không? Đó. Bây giờ mình cái bố cục của mình ở trong cái tờ giấy này mình thấy rõ ràng nó rộng, cho nên mình sẽ chọn cái cạnh này nó bự chút xíu để dễ bự hơn. Rồi mình chọn điểm 1 ở đây. Kế đến mình sẽ đi theo hướng 1 2 để tìm điểm 2. Mình muốn 1 2 để tìm điểm 2. Đó. Rồi bây giờ điểm 2 này mình biết nó sẽ nằm trên cái đường này, nhưng mà không biết nó nằm ở đâu. Muốn biết nó nằm ở đâu thì mình ứng dụng cái cách vẽ tam giác này là mình tưởng tượng ở đây có một đường đi lên đây. Ở đây mình sẽ vẽ màu đỏ thì dễ phân biệt. Đây là những cái đường, những cái đường mình tưởng tượng mình có thể vẽ vô trong cái ảnh mẫu của mình. Đó. Thì mình cũng đi một cái đường song song với cái đường này. Muốn biết nó song song mình nhìn bằng mắt thì rất khó, đưa một cái vật cụ thể ở đây mình thấy dễ song song hơn là theo. Thấy chưa? Có cái này vô dễ nhìn hơn, còn không vậy khó nhìn. Rồi vậy là cái này nó cắt ở đây thì mình biết cái điểm mình cần tìm, điểm 2 là nằm đây. Rồi muốn tìm điểm 3 đi theo hướng 2 3, đi thẳng xuống. Đi thẳng xuống. Rồi muốn tìm điểm 3 lại lấy cái thằng này đi qua. Đó. Thì mình có cái hình này với hình này đồng dạng. Rất dễ. Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái hình khác nhiều cạnh hơn. Giờ mình cho một cái hình bằng những đường thẳng ghép lại với nhau, hình bất kỳ. Đó, đây là một cái hình bất kỳ. Bây giờ mở ngoặc chỗ này nói cho các bạn nghe luôn. Một cái hình bất kỳ mà được tạo nên bởi những đường thẳng như thế này. Bây giờ nếu tôi hỏi các bạn cái hình này đọc là cái hình gì, các bạn đọc có ra cái hình gì không? Không được. Nếu vẽ cái hình vuông, các bạn đọc đó là hình vuông. Vẽ hình chữ nhật, các bạn đọc nó là chữ nhật. Vẽ tam giác, bạn đọc nó là tam giác. Tại sao các bạn biết mấy cái này là hình vuông này, chữ nhật, tam giác? Bởi vì cái này là những cái hình quy ước, mình nó được học rồi, ai cũng học nó và cũng biết nó, nhìn là biết hình vuông. Còn cái hình này mà nó có được học, cái hình này không có tên gọi, cho nên người ta tạm gọi theo những cái đường thẳng mà tạo nên nó, ta gọi là đường kỷ hà. Vì vậy cái hình này gọi là hình kỷ hà. Hình kỷ hà. Chớ không có cái tên gọi nào quy ước hết. Đó, hình kỷ hà. Thì với một cái hình kỷ hà như thế này, mình sẽ sao chép nó ra đây lớn hơn, bằng hoặc là nhỏ hơn, tùy mình. Bây giờ đầu tiên, mình muốn chọn điểm nào ở đây cũng được. Vậy chẳng hạn mình cho điểm này điểm 1 đi nha, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8, nó có 8 điểm. Tìm ra được 8 điểm này nối nó lại nhau, nó sẽ thành cái hình kỷ hà này. Bây giờ mình sẽ chọn điểm 1, đây điểm 1. Ở đâu cũng được trong cái không gian giãn mà.
Rồi muốn tìm điểm hai đi theo hướng, đi theo hướng đó, song song thằng này song song thế này, rồi tự chọn điểm hai, điểm một đây ha, tự chọn điểm hai ở đây, rồi đi theo hướng ba, thấy không, song song. Muốn tìm điểm ba này, tưởng tượng có thằng từ thằng một này có đường đi lên đây thì mình cũng có đường đi lên đây song song đây. Thì mình sẽ chọn được điểm ba này, mình dễ quen rồi, mình sẽ nhìn thấy hai tam giác là giống nhau đồng dạng luôn, là mình biết đúng rồi đó. Rồi sau đó muốn tìm điểm 4, đi theo hướng này, tức là hướng thẳng đứng. Rồi muốn tìm điểm 4 này thì lại tưởng tượng nó thằng này đó, mình cũng đi cái đường này song song này thì mình được cái điểm 4, điểm 4 này. Thì vậy là mấy cái này mình đã tìm rồi nha. Rồi điểm 4 muốn tìm điểm 5, đi theo hướng 4 5 đi ngang qua. Rồi muốn biết điểm 5, lấy cái điểm gần này nè, cái điểm mình đã có sẵn rồi đó, tưởng tượng có một đường đi lên đây thì mình cũng có một đường đi lên song song với thằng này, chỉ cần song song thôi nha, thì mình được điểm 5. Ở đây nhắc các bạn luôn, mai mốt khi vẽ một cái mẫu vật mà để ngoài không gian, mà khi vẽ theo hướng mình nhìn thấy, mình cũng vẫn để cái viết chì ở trên cái bản vẽ để mình nhìn cái hướng đi, cái hướng của mình nó có song song với hướng ở trên ngoài không gian hay không luôn, cũng giống hệt như vậy thôi. Rồi bây giờ điểm 5, muốn tìm điểm 6, đi theo hướng 56, đi hướng 56 đó, đi hướng 56, xác định điểm 6 bằng cách điểm 4 sạc chỗ này, thấy không, đó được ở đây. Rồi muốn tìm điểm 7, đi theo hướng 67, rồi xác định điểm 7 bằng cách này để đây, toàn là áp dụng cái tam giác không nè, điểm 7 ở đây. Rồi 7 bắt đầu đi theo hướng này để tìm điểm 8, đi hướng, thấy không? Rồi muốn tìm điểm 8, lấy một điểm 1 này xẹt xuống này, nó dễ, nó gần. Rồi như vậy là mình có cái hình này, ok không? Nếu chúng ta đi những đường song song thì cái đường này đúng thì cái hình nó sẽ chính xác, còn nếu nó có sai, nó chỉ sai trong cái phạm vi rất là dễ nhìn và rất là dễ sửa. Ngay từ đầu mình vẽ rất khó chính xác, nhưng mà mình vẽ từ từ nó sẽ rất chính xác. Và sau đó mình áp dụng cái này để mình vẽ bất cứ cái hình nào khác cũng vẫn chính xác như thường và nhanh hơn. Rồi bây giờ mình nắm được cái này rồi phải không? Bắt đầu mình đi tiếp tục thêm một cái cao hơn chút nữa. Mà trước khi đi vậy mình giải thích thêm ha. Bây giờ coi đi. Khi một cái đường thẳng mà nó đang đi như thế này, nó đi theo chiều hướng thẳng mà biết nó đang đi như vậy, rồi nó chuyển hướng, nó đi theo hướng khác, thì nó tạo nên một cái góc ở đây và cái điểm ở đây. Vì tại vì nếu kéo dài cái tia này ra, mình sẽ thấy nó cắt nhau này, hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, phải không? Thì cái điểm này mình gọi là điểm chuyển hướng. Chính nhờ những cái điểm chuyển hướng này mình mới tìm ra được cái hình. Ví dụ nó đi tới đây, cái nó cúp xuống này, thì ở đây là có thêm điểm chuyển hướng nữa. Tới đây nó cúp ở đây, nó có thêm điểm chuyển hướng nữa. Tới đây này. Như vậy thì mình mới được một cái hình. Và mình chỉ có tìm những cái điểm chuyển hướng này thôi, là mình sẽ vẽ ra cái hình và cái cách của mình lại. Bây giờ có lẽ là các bạn đang thắc mắc là một cái hình nó không phải là hình kỹ hạ, chẳng hạn như một cái hình nó cong queo thế này đó, thì làm sao mà mình thấy được điểm chuyển hướng để mà mình vẽ, đúng không? Rồi chính cái chỗ này, nếu có một người nào đó vẽ cái hình này, vẽ bằng cách cái kiểu theo thói quen đó, hồi xưa tới giờ đó, các bạn cũng vậy luôn, hay vẽ theo thói quen là cứ nhìn từ từ vẽ ra sẽ giống nha. Ví dụ nè, tôi vẽ vậy. Rồi cái này sẽ bắt đầu đem đi, có người khác người ta nhìn vô, hay là chính mình vẽ xong mình nhìn vô mà nó giống, nhưng người khác nhìn vô nó không giống. Lúc này là lúc cãi nhau nè, giống chỗ nào không giống chỗ nào, nói mơ hồ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái hình này nó không có cái điểm chuyển hướng để mình so sánh thành hai cái hình đồng dạng giống như mình vừa biết hồi nãy đó. Cho nên người ta sẽ không bao giờ, khi mà nhìn một cái hình ảnh mà có những đường lượng thế này mà người ta vẽ đường lượng liền, là không bao giờ người ta vẽ vậy hết, mà người ta phải biến cái được cái hình mà đường lượng này thành một hình đường kỹ hà. Và những cái đường kỹ hà đó là gì? Là những cái đường tiếp tiếp tuyến với
với cái đường cong này, chẳng hạn như giờ ghép cái hình này, mình có tiếp tuyến này, tiếp xúc ở đây, rồi chỗ này mình tiếp tuyến này, rồi chỗ này mình tiếp tuyến này, chỗ này mình tiếp tuyến này, chỗ này tiếp tuyến này, rồi chỗ này tiếp tuyến này. Như vậy mình sẽ có một cái hình kỹ hà bao quanh thằng này, mình vẽ màu đỏ cho các bạn thấy dễ hiểu. Đó, đây là cái hình kỹ hà. Bây giờ mình cũng ứng dụng, mình sẽ vẽ cái hình kỹ hà này vô cái không gian mà mình muốn vẽ đó. Thì bây giờ mình cũng chọn này, ví dụ chọn điểm này, chọn điểm này, đây. Nó không thẳng đứng, hơi xiên xiên phải không? Đây. Rồi, tự chọn điểm này, bắt đầu đi theo hướng này, đi theo hướng này nè. Sau đó tìm điểm này bằng cách tưởng tượng con đường ở đây. Đấy. Rồi bắt đầu đi theo hướng này. Rồi tưởng tượng ở đây, chọn ở đây, rồi đi theo hướng này, thằng này rồi thằng đứng lên, thằng này, rồi mình tiếp tục đi theo hướng này, rồi muốn biết điểm này, cái điểm mình có sẵn này nè, thấy không? Cái này chạy ngang qua điểm này, chạy xuống đây chút, rồi lại đi theo hướng này. Mình không biết cái này, đấy này sẽ là hơn hơn chút. Thế là mình bắt đầu mình coi cái hình này với cái hình này nó tương đối giống rồi. Khi nó giống rồi thì bắt đầu mình dựa theo cái này mình giải tiếp. Cũng là những cái đường kỹ hà, nhưng mà cái này nó chi tiết quá, thành ra mình không có cần phải. Đó. Bây giờ cái cơ sở của mình bảo vệ là dễ lắm. Khi mà góc này bằng góc này, góc này bằng góc này, tại vì những đường này nó song song đúng hết nè. Đường này song song với đường này nè, đường này song song với đường này. Thì cơ sở như cái góc này là đương nhiên là những góc bằng nhau đôi một. Thì trên cái hình kỹ hà này nó đã giống nhau rồi, thì cái này nằm nội tiếp ở trong cái hình kỹ hà này thì khả năng nó giống rất là dễ, khả năng giống là nhiều hơn. Các bạn hiểu rồi phải không? Như vậy ứng dụng dễ như cái khác, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ vẽ, mình sẽ vẽ một cái con chim đường lượn không à. Bây giờ mình sẽ nâng cao một cái cách, phải làm thêm một cái bước này nữa để gì, để bố cục cái con chim vào cái khoảng trống này cho nó hợp lý. Muốn như vậy thì mình phải quan sát cái con chim mình sắp sửa vẽ này, cái hình ảnh con chim sắp sửa vẽ này, thì cái chiều cao từ ở dưới này lên hết hình ảnh này, cái độ cao nhất đã ở đây, thì mình sẽ tưởng tượng hoặc là gặp một cái lằn viết chì vô trong cái bản mẫu vẽ luôn. Rồi bỏ cái mỏ này đi, cái chiều ngang mà lớn nhất mình nhìn thấy ở con chim này đó, chiều cao này. Như vậy thì con chim được quy vô trong cái một cái hình chữ nhật rồi đó, thấy không? Bây giờ mình muốn vẽ con chim này vô trong cái khoảng không gian này, tùy theo khoảng không gian này lớn hay nhỏ thì mình sẽ tạo một cái hình chữ nhật đồng dạng. Hình chữ nhật này mình cho nó là ABCD đi ha, AB CD đó. Mình sẽ tạo nó ra đây. Thì muốn tạo cái hình chữ nhật thì đơn giản, trước tiên mình phải tạo hai đường vuông góc nha, tiếp đi đường vuông góc. Bây giờ cái khoảng không gian của mình là chiều dài nó nhiều, chiều cao nó giới hạn, cho nên mình lấy cái chiều cao trước. Như vậy là điểm giống như hồi nãy mình đọc đó, điểm này là điểm mình tự chọn đầu tiên nè, là điểm D.
và đi theo hướng DA, và điểm này cũng là điểm tự chọn của mình cái đó. Vậy thì mình sẽ lấy cái này, và cái này nó sẽ tạo nên tỷ lệ tương ứng với tất cả các cạnh khác. Rồi bây giờ mình muốn tìm điểm B, mình đi theo hướng AB, tức là cái hình chữ nhật mà dễ là đi hướng AB. Rồi bây giờ muốn xác định điểm B thì tưởng tượng ở đây có một đường đi lên đây, vậy thì mình cũng đi cái đường này đó, cho nó song song với cái đường này. Đây mình thấy song song lại như này, nó sẽ xê xích chút đỉnh, nếu tại vì mình sàn qua sàn lại nó không có đúng tầm mắt. Rồi vậy là mình có cái hình chữ nhật này đồng dạng với cái hình chữ nhật này đúng trong cái không gian mà mình muốn vẽ. Rồi tiếp tục mình tìm những cái đường kỷ hà bao quanh con chim này, sát con chim này hơn nữa là những cái đường này. Rồi bây giờ bắt đầu mình vẽ nè. Bây giờ mình bắt đầu mình tìm những cái đường kỹ hàng. Ở đây á, là vẽ cho các bạn coi thì tôi mới là đi mấy cái đường này nè. Thế nếu mà tôi vẽ cho tôi chẳng có cần đi mấy cái đường này đâu. Cái đường này toàn là tưởng tượng trong đầu thôi, không có cần vẽ đâu mà. Rồi bây giờ trước tiên mình muốn tạo được tìm cái đường kỹ hàng là trước mình tìm cái điểm này. Muốn tìm cái điểm này, tưởng tượng ở đây nó có đường lên này, dễ quen, dễ biết là quen mà đối tượng được hết à, đó là đường này. Rồi cái này đi theo hướng này đó. Rồi muốn tìm cái này, tìm điểm này, này thì lấy thằng này, thấy không? Được rồi. Ở đây đi theo hướng mình này, rồi ở đây đi theo hướng này. Rồi cái này đi theo hướng này, muốn tìm xác định điểm này lấy thằng. Rồi xác định được điểm này. Rồi điểm này đi xin xin rồi ngang ngang xin cho số này chút như này, muốn tìm nó lại xuống đây chút xíu nữa, thấy không? Rồi đây, rồi ở đây bắt đầu chạy số này, và tích đang đi này. Rồi thằng này đi xuống đây nè, rồi bắt đầu thằng này kéo ngang rồi. Okay, rồi đi theo hướng này, rồi bắt đầu đi theo hướng này, rồi muốn tìm đứa này lấy này xuống này, rồi thằng này đi xuống này, rồi muốn tìm đứa này lấy này sẽ phải này, rồi muốn tìm đứa này lấy này, rồi như vậy là mình có cái này. Rồi cái hình kỹ hà mà mình cần tìm. Nó đồng dạng với cái hình kỹ hà bên này. Đó, các bạn thấy rất là ok không? Nếu mà nó có sai hay nó chút đỉnh thôi đó, là mình dựa theo cái hình kỹ hà này mình chỉnh sửa. Rồi nếu cái hình kỹ hà này mình đã chỉnh sửa đã xong rồi đó, mình sẽ vẽ theo tiếp tục những cái chi tiết. Nó đã nằm khuôn khổ hết rồi thì mình dễ vẽ. Cái này nó bầu cho lên chút, cái này nó bầu. Cái này dễ sơ thôi nha. Đó ra, đó là con chim. Giống vậy. Ở đây mình vẽ nhanh cho các bạn coi thôi. Chứ nếu mình vẽ nó kỹ hơn nữa, nó sẽ chính xác là, nói chung có thể nó là chính trên 90%. Nếu mà vẽ cái chân dung người ta mà chỉ cần sai chút xíu đâu giống đâu không. Nhưng mai mốt khi học với chân dung đồ tượng mà các bạn sẽ thấy tao vẽ. Vẽ trong vòng 5 phút dựng cái hình hoặc là 10 phút đó, là giống hệt luôn. Không bao giờ sai. Các bạn cứ đón xem kiếm thì các bạn sẽ thấy cái điều tôi nói là đúng hay không, tôi sẽ làm cho các bạn thấy hết. Bây giờ các bạn thấy áp dụng cái cách vẽ này được là cái gì?
Thì coi như là mình đã học về vấn đề đường nét rồi đó, đơn vị tạo nên đường nét. Để mình nói thêm cái này để các bạn có cái khái niệm về đơn vị tạo đường nét. Chẳng hạn như người ta nói là đơn vị tạo nên số đo khoảng cách, tức là gì? Là những đơn vị gồm có km, hectomet, decamet, mét, decimet, centimet, milimet. Người ta dùng những đơn vị này biểu hiện lên, biểu thị lên cái độ dài. Thì cái này cũng vậy, điểm, đường, diện, khối, nó là những đơn vị tạo nên hình hình ảnh. Cho nên mình phải học đúng cái căn bản là vậy. Ở đây nhắc các bạn luôn, căn bản nha, chứ không phải là cơ bản. Từ hồi xưa tới giờ mình thấy có nhiều người dùng từ cơ bản. Cơ bản là sai, chữ cơ này không có nghĩa trong trong cái vấn đề học này. Chữ cơ này nó có nghĩa là cái gì? Nó nghĩa là cái then chốt, giống như là cái bóng đèn của mình muốn cho nó cháy sáng, bấm cái công tắc là nó cháy, thì cái công tắc nó chính là cái cơ, là cái chốt. Học dễ mà học cái tắc chỉ bấm cái cháy thì sao mình biết được cái gốc tích của cái phương pháp vẽ được. Căn nó mới đúng, căn tức là rễ, bản là gốc. Cái cây nó muốn mọc cao to vững vàng tồn tại thì nó phải gốc rễ phải lớn, phải chắc chắn. Thì mình học dễ cũng vậy, phải học cái căn bản, gốc rễ phải chắc chắn. Và cái căn bản đó là đây, lúc các bạn học tiểu học hay học trung học, các bạn thấy cô thầy, các bạn nhớ lại đi, cô thầy có dạy các bạn cái gì? Dạy các bạn là khi vẽ một cái gì đó thì phải quy nó ra một cái hình, rồi phải vẽ những cái nét thẳng trước, rồi mới vẽ những nét cong. Điển hình là ví dụ vẽ cái bình bông là thường thường thấy nhất đó, thường thấy trong mấy cái bài sách giáo khoa đó. Đó thường là vẽ cái bình bông. Thì cô thầy kêu các bạn làm sao? Cái quy nó vô một cái hình, đúng không? À, quy vô cái hình. Thì đây là cái này, cái hình này gọi là gì? Là tỷ lệ tổng quát, chiều cao lớn nhất và chiều ngang lớn nhất. Rồi đặc biệt cái hình bình bông này nó có cái trục, tức là những cái hình dạng, hình khối nào mà nó khi mình ở góc độ mình nhìn mình cũng thấy nó có cái trục đối xứng đó. Trục đối xứng là gì? Trục đối xứng là tất cả những điểm nào nằm bên này thì đối xứng qua cái đường này. Chẳng hạn ở đây có điểm này, nó sẽ đối xứng qua đây, cái này sẽ bằng cái này. Mình học đối xứng cho mình học, mình biết rồi. Chính vì cái chỗ đối xứng này nè, cho nên mình chỉ cần tìm những cái điểm bên này thôi là nó sẽ lòi ra mấy cái điểm bên này đó. Rồi sau đó cô thầy mới kêu mình tìm mấy cái này nữa, đúng không? Cô thầy sẽ kêu mình tìm mấy cái này, rồi sau đó mới giải thích được. Nhưng cô thầy chẳng có chỉ mình cách tìm cái nét này làm sao, cứ nhìn thấy giống giống vậy cái gặp như vậy, chứ đâu có biết rằng đi theo hướng rồi sau đó thằng này xẹt xuống đây mới tìm được cái này, thí dụ vậy. Không có chỉ được cái đó, rồi bữa nay mình chỉ cho các bạn rồi đó ha. Với những cái hình nào có trục thì mới vẽ cái trục, còn những cái hình không có trục thì không vẽ trục được. Chẳng hạn như hình con chim nãy đâu có trục đâu mà vẽ trục. Vẽ trục thì nó tiện lợi cho những cái hình có trục mà thôi. Những cái thuộc dạng khối cầu hay là khối lăn trụ nè, có những cái hình mà mình đứng ở góc độ là nhìn mình cũng thấy nó có cái trục đó, thì mình mới vẽ cái trục. Thì cái này từ từ khi nào vẽ tới hình khối thì mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn cái này. Rồi bây giờ nhắc lại cái bài học của mình hôm nay đó, là đơn vị tạo hình là gồm có điểm, đường, diện, rồi có hình khối. Phương pháp vẽ của mình là như nãy giờ nói đó, nhờ những cái điểm chuyển hướng, nhờ những cái đường hình học, những cái đường kỹ hà mình tạo ra trên cái mẫu vẽ, mình mới xác định được sự đồng dạng của nó chính xác ở nào. Rồi qua cái sự đồng dạng của hình kỹ hà mình sẽ lượng thêm để vẽ cho giống như mẫu. Đó là cái phương pháp vẽ. Và phương pháp này sẽ dùng dài dài về sau. Một họa sĩ nào mà học đúng trường lớp, muốn sáng tác bất cứ cái gì đều phải áp dụng cái này. Bây giờ mình sẽ áp dụng cho bà coi sơ một cái về vấn đề vẽ chân dung. Bây giờ chân dung thí dụ có một con mắt mẫu nè, không có ai mà tự nhiên mà vô mà bắt đầu chấm điểm này, cái bắt đầu mà vẽ con lượng lượng rồi để vẽ. Thứ nhất
để nói thêm, thời gian nó còn thôi, hơi nhiều, nói thêm cho các bạn nghe. Vẽ chân dung nó có cái công thức riêng, mặc dù cũng vẫn áp dụng các phương pháp vẽ hình kỹ hà, vẽ những cái đường theo hướng và chọn điểm, nhưng mà muốn vẽ cái chân dung thì phải học tỷ lệ về tất cả những bộ phận trên gương mặt, học luôn cả cái giải phẫu tạo hình, có nghĩa là biết con mắt cấu tạo như thế nào, tỷ lệ của nó ra sao, chẳng hạn như từ đầu mắt tới đuôi mắt, cái tỷ lệ chuẩn mình phải học. Tỷ lệ chuẩn là cái tỷ lệ ai cũng phải học hết, rồi mới đem cái tỷ lệ chuẩn đó áp đặt lên một cái chân dung thực tế mà mình muốn vẽ, để xem cái chân dung thực tế đó nó so với tỷ lệ chuẩn đó nó khác nhau chỗ nào, nó lớn hơn hay nhỏ hơn, nó rộng hơn hay hẹp hơn. Cái đó từ từ mình sẽ nói sao, nhưng ở đây mình đang nói phải học nhiều cho nó mới vẽ được. Thì bây giờ muốn vẽ con mắt, đầu tiên muốn xác định đầu mắt và đuôi mắt. Muốn xác định đầu mắt và đuôi mắt bắt buộc thì một điểm nè, điểm đầu tiên, thấy không, điểm đầu tiên để mình sẽ vẽ là cái này, giống như là những đường thảo là đây, rồi mình mới đi cái trục, tưởng tượng cái trục này ra đó, thì cái trục này nó sẽ song song cái trục này. Con mắt người ta mà sai cái trục này, bạn có vẽ giống cái đường nét bên này đi nữa nó cũng chặt lắc các bạn nè. Rồi bây giờ muốn vẽ con mắt lớn thì chọn cái điểm này lớn, muốn vẽ con mắt nhỏ chọn điểm này nhỏ trong cái phạm vi này, còn muốn vẽ bằng thằng này thì cứ đo cho nó bằng rồi đưa vô ha. Đây giả sử vẽ bằng rồi, độ mắt con mắt kiểm tra cái chụp có đúng chưa, đúng rồi, sau đó bắt đầu vẽ nè. Đặc điểm của con mắt á là cái mí trên này, cái mí này bên giải phẫu tạo hình gọi là mí chính trên, mí này là quan trọng nhất, tìm nó là dễ chứ. Thì nó là một đường cong tương đối là đều, cho nên dùng đường tiếp tuyến mà tạo thành đường kẻ hà thì nó sẽ có ba cái đường tiếp tuyến. Như vậy thì mình phải tưởng tượng ra mấy cái đường này thì mình sẽ dễ. Dễ thôi, mình đi cái này đến đây, muốn biết cái này ở đâu lấy cái này này sẽ không nha. Ở đây mình chỉ hào hạ luôn, mình dễ thôi đó. Rồi còn cái mí chính dưới này thì nó lại như vậy, chứ nó không có cong vậy, nó sệ cái này xuống chút, vậy nó chỉ có hai nét thôi. Nó có hai này, vậy thì mình cũng đi như vậy đó, thấy không, các bạn thấy không, con mắt này thuộc dạng mắt to, mắt to thì cái này nhìn thấy là nó giống rồi đó, thấy không. Rồi kế đến thì mình dựa theo mấy cái này là cũng tiếp tục tìm thế này. Ở dưới này đó, về cái đường hình học này mình nhìn thấy những cái tỷ lệ này nó giống mình, sau đó mình đi đường lượng, đi đường lượng cho giống mẫu luôn, lúc này mình đi cho kỹ chút. Đó thì là hai con mắt giống nhau. Mai mốt các bạn phải luyện cái kỹ thuật là nét vẽ bên này qua, bên này xuống, này ra, bên này xuống, nối với nhau là chính xác thì vẽ mới đẹp được. Chứ vẽ có một chiều, hoặc là cầm cái viết mà cứ tì cái tay vô nhúc nhích chúng nhích nhiều vài, làm sao mà vẽ như cái lớn được. Các bạn thấy tôi vẽ nãy giờ có tì cái tay vô không? Có. Cái bản này cũng không có xây được nữa. Cái bản này để thẳng đứng cho con mắt mình vẽ được. Rồi bây giờ hôm nay mình có thể kết thúc cái bài giảng ở đây.
về cái đường nét thì nó gồm có những đơn vị tạo nên hình ảnh. Bây giờ còn như thời gian thì mình sẽ nói thêm cho các bạn nghe về cái tầm quan trọng của đường nét. Nếu các bạn nào mà không biết sử dụng đường nét, các bạn mà đi vẽ tranh minh họa bằng đường nét không là không bao giờ được. Hoặc là bây giờ ở đây mình thí dụ cụ thể, bạn cầm cái cục phấn này là màu vàng, bạn vẽ cho mình cái hàng rào, đó là những cái thanh tre lại thấy nó nhỏ như thế này, rồi những thanh ngang. Bây giờ tôi đặt câu hỏi các bạn nè, ý các bạn vẽ là thanh ngang này nằm đằng trước hay là nằm đằng sau có thanh đứng? Các bạn trả lời đi, trả lời là phải chứng minh nha, không có cơ sở ai mà biết được cái chỗ này thành nằm ở đằng trước này là đằng sau. Nếu nó là một cái viết bút sắt màu đen, nét nào cũng đen, hai cái chấm này cũng đen thui luôn, không ai biết cái nằm trước nằm sau hết. Từ chỗ đó người ta phải tìm cách để giải quyết vấn đề, vẽ cái hàng rào để cho người ta biết cái nào là thanh đằng trước, cái nào là thanh đằng sau. Chẳng hạn như bây giờ thanh ngang là ở đằng trước thì thanh ở đằng sau, người ta vẽ gần tới thanh ngang này, người ta cho nó đứt một chút, đứt một chút thôi. Đó là các bạn thấy rõ ràng cái thanh ngang nằm đằng trước thanh sau rồi đó. Đó là một cái cách sử dụng đường nét về tạo độ xa gần. Rồi một cách nữa, đường nét cũng sẽ tạo nên được hình khối, chứ không phải các bạn vẽ đầy đủ cái hình khối mà nó lên đường nét đâu. Bây giờ đây ví dụ cho các bạn coi nè, các bạn vẽ như thế này, các bạn vẽ một cái đường tròn như thế này, tức là các bạn đang vẽ cái chu vi của một cái vật gì đó tròn. Nhưng mà cái vật đó mà vẽ kiểu này người ta sẽ không biết là một cái khối cầu hay là một cái mặt phẳng dẹp lép hay là cái gì cả, thậm chí cũng không biết gọi tên cái này là cái gì nữa. Cho nên các bạn thấy người ta có thể vẽ thêm một vài cái đường như thế này đó, chỉ cần một vài đường thế này là các bạn biết nó là khối cầu, thấy không? Còn nếu muốn cho người ta biết nó là cái quả địa cầu thì người ta lại vẽ thêm mấy cái đường tinh tế thì biết nó quả địa cầu. Còn nếu vẽ cái này, bạn nói là mặt trăng, không ai biết cả, nó giống như cái bánh thánh dán lên như này. Nhưng mà nếu bạn vẽ thêm cái này, hay là vẽ thêm con cò mang vậy, người ta biết mặt trăng, đúng không? Tại sao người ta lại biết đó là mặt trăng? Nó có cái này, có cái vấn đề đặt ra cho các bạn hiểu thêm để sau này sáng tác. Như cái này là ứng dụng đường nét để tạo thành khối cầu, còn cái này là ứng dụng cái định kiến của con người ta mà bắt người ta phải nghĩ nó là mặt trăng. Tại vì cái dân Á Đông của mình khi vẽ mặt trăng là phải có chim cò bay, nó là có mây, còn hãy vẽ mặt trời là mới có sạch 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 vậy đó mặt trời. Thì đó là cái định kiến có sẵn. Khi các bạn sáng tác một cái biểu tượng, một cái logo thì các bạn phải biết được cái định kiến của cái mà logo đó muốn nói với cái đối tượng nào, các bạn phải biết được cái định kiến đó để các bạn sáng tác những cái mẫu cho nó phù hợp, người ta mới hiểu được. Chẳng hạn như vẽ cái này, rồi các bạn vẽ một cái chiếc máy bay đi, máy bay. Cái này mình vẽ sơ sơ thì người ta cũng không hiểu rằng ý bạn nói là cái gì, người ta có thể tưởng tượng là cái máy bay bay bầu trời ban đêm hay ban ngày đó. Nhưng nếu các bạn vẽ cái này thành quả đất thì người ta biết rằng cái hãng hàng không của bạn là quốc tế đó, bay toàn cầu, thấy không? Thì đó là những cái ứng dụng đường nét để sáng tạo lên hình ảnh, không cần phải đánh bóng đậm lợt, không cần phải hình chụp, chỉ cần dùng đường nét thôi người ta cũng thấy được cái hình khối của nó. Ở đây còn dễ hiểu hơn nữa nè, mình ví dụ cho bạn coi. Khi một cái hình tròn mà các bạn vẽ đâu theo luật xa gần, các bạn sẽ thấy nó là một cái hình đại liếc như thế này. Thì cứ nhìn vô đây người ta cứ nghĩ là nó là một cái hình đại liếc mỏng như cái bàn tay. Nhưng ý bạn lại muốn vẽ cái này là nó dung lên, nó dung lên thì thế bạn mới cần vẽ. Bạn thấy nó dung lên. Còn thể mà bạn muốn cho nó hõm xuống thì bạn mới cần vẽ gì nó hõm xuống. Thấy không? Chỉ cái đường nét thay đổi chút thôi.
Cho nên cái đường nét nó quan trọng, các bạn đừng có xem thường nó ha. Còn một cái này nữa, đường nét nó có sự chuyển động nữa. Cái này mai mốt học về sáng tác hay về phong cảnh này mình sẽ nói thêm, sẵn đây nhiều thời gian mình nói với bạn nghe luôn. Thí dụ các bạn vẽ một mũi tên đó, ý các bạn là muốn mũi tên đang bay hay mũi tên đang nằm chỗ đó. Nếu các bạn muốn mũi tên đang bay, các bạn phải vẽ xé gió thì hàng trăm biết nó bay. Chỉ cần hai nét này thôi là biết nó bay. Còn các bạn không vẽ thì người ta không biết nó bay, ta tưởng là các bạn đang vẽ cái mũi tên, người ta biết cái hình thể nó thôi. Đó là một số cái mình nói để cho các bạn thấy cái tầm quan trọng của cái đường nét. Muốn vẽ bất cứ cái gì đầu tiên cũng thấy là đường nét tạo nên cái hình ảnh. Muốn vẽ một cái tranh phong cảnh, một cái cây thì cũng phải dùng đường nét. Vẽ cái cây đó, muốn vẽ mái nhà thì phải dùng đường nét để vẽ mái nhà. Rồi sau đó bắt đầu mới tô màu chứ. Còn nếu họa sĩ nào cầm cái cọ mà một cái lên vẽ tô màu liền luôn, không cần đường nét, thì cái đường nét đã nằm sẵn trong đầu của họa sĩ rồi, họ nhìn nó thấy cũng là đường nét. Cho nên cái đường nét này các bạn nên nhớ kỹ, các bạn hôm nay là cái bài học rất là quan trọng. Mà nói chung từ giờ cho nên các bạn tiếp tục mà theo dõi, các bạn thấy bài nào cũng quan trọng, chỉ cần thiếu một bài các bạn vẽ coi như bị học hẳn rồi. Các bạn vẽ mà các bạn không biết các bạn vẽ như thế nào, vẽ cái gì đúng hay là sai. Ở đây mình còn có một cái phương châm, đó là gì? Học không phải là học trước, học là phải hiểu được cái điều mình làm. Vẽ cái gì phải hiểu được cái đó, hiểu sâu về cái đó. Giống như vẽ cái ghế đậu bốn chân thôi, mình phải hiểu sâu về cái ghế nó được kết cấu như thế nào. Cái chân nó thẳng đứng thì như thế nào, mà nó hơi bẹt ra nó sẽ bẹt như thế nào, các bạn phải biết luôn. Ở đây mình sẽ nói thêm chút xíu cho bạn coi nghe luôn. Đây ví dụ đây là cái ghế. Nếu cái chân thẳng đứng trong cái luật sai lầm, trong cái mắt nhìn mình, đường thẳng đứng lúc nào cũng thẳng đứng. Nói là lúc nào cũng thẳng đứng là ở một cái trường hợp tầm mắt nhìn tương đối thôi nha. Chứ có những cái là đường thẳng đứng cũng không thẳng đứng đâu. Hoặc là cái này là thường thông thường. Đây là đường thẳng đứng nè. Đường kia, cái chân ở gần mình nhất nè thì mình thấy nó dài. Cái chân này ở bên kia thì nó ngắn hơn. Chân này đây đó, nó đây là đó. Chân mình ở đây. Đó là bốn cái chân cái ghế này. Bây giờ mình vẽ cái chân đó là một cái đường thẳng đơn giản thôi để các bạn dễ hình dung. Đây là cái ghế mà cái chân nó là thẳng đứng xuống. Bây giờ các bạn thấy cái ghế thật sự của mình là cái chân nó hơi bè ra cái hình chữ bát. Cái chân nó bè ra vậy nè, chứ nó không có thẳng đứng như vậy. Như vậy cái chân này nó bè ra là bè như thế nào, bè theo hướng nào các bạn cũng không biết đâu. Nếu các bạn cứ nhìn cái ghế rồi các bạn vẽ thì hên xui. Các bạn vẽ giống thì nhìn thịnh mắt, còn các bạn vẽ sai thì nó sai, chứ các bạn hoàn toàn không biết. Còn nếu các bạn biết cái chân nó bè ra như thế nào thì các bạn đây vẽ theo cách này, kéo hai cái đường chéo này. Thì cái chân nó bẹt, nó bẹt theo cái đường này nè. Đó, mà nếu cái này ở đây, cái này ra đây thì cần phải xuống đây nè. Cần phải ra đây, cần phải. Các bạn thấy chưa? Chứ đâu phải muốn mà nó bẹt ở đây tầm bậy tầm bạ đâu được. Nó bẹt ở đây là sai nè. Thấy không? Nó phải đi theo cái trục. Rồi mai mốt có dịp mình sẽ nói thêm về những cái đường nét này kia trong những cái bài tới. Còn ngày hôm nay thì mình kết thúc cái bài ở đây đi. Bữa nay là cái ngày khởi đầu mình dạy cũng đơn giản, chứ tôi không có dạy nhiều. Dạy nhiều quá sợ các bạn có nhớ hết. Rồi các bạn có cái gì thắc mắc hay có thể muốn tìm hiểu thêm một cách coi như là các bạn đã biết vẽ rồi đó. Rồi các bạn có thắc mắc cái gì về cái các bạn đang vẽ đó, có thể là hỏi mình. Rồi nếu mà trong cái video sau mà mình thấy cái đó cần thiết giải thích cho các bạn nghe thì mình sẽ giải thích liền trong cái video sau. Rồi giờ chào các bạn nha.